Hôm nay Vinmec sẽ review giới thiệu tới anh chị một cái dòng sản phẩm, đó là bơm màng Winden. Và con này đang có cổng kết nối là 1/2 inch vỏ nhựa màng kết nông. Và mã của sản phẩm là P1TNTNUTSTKTV anh chị ạ. Vâng ạ, đây em sẽ mở hộp để cho anh chị thấy chi tiết bên trong của sản phẩm anh chị nhé. Đây là cái ống giảm thanh. Cái ống giảm thanh này có tác dụng là làm cho cái âm thanh của bơm màng nó nhỏ lại, để nó không gây ồn ào ở cái khu làm việc, để cho những cái người xung quanh làm việc hiệu quả hơn. Đây là sách hướng dẫn sử dụng anh chị nhé. Hãng sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Đây là quyển sách bơm màng Winden này, để cho mình biết hoạt động như thế nào và sử dụng ra làm sao. Nhưng tuy nhiên cái sách này là sách bằng tiếng Anh, và mình phải biết tiếng Anh thì mình đọc nó sẽ dễ dàng hơn. Và đây là cái sản phẩm máy bơm anh chị ạ. Đây anh chị nhé, đây là model của sản phẩm. Đây là bộ chiết khí, thì chỉ duy nhất cái dòng bơm Winden mới có cái bộ chiết khí bằng nhựa thôi. Còn tất cả những dòng bơm khác thì hiện tại bộ chiết khí vẫn đang làm bằng nhôm. Đây ạ, bộ chiết khí đây anh chị nhé. Trên bộ chiết khí nó cũng ghi rõ này, Winden này, đó. Bộ chiết khí này bằng nhựa, bộ chiết khí này rất là mạnh mẽ. Và hiện tại thì cái con này đang có vỏ nhựa. Đây vỏ nhựa, và cái màng bên trong là màng tiết lông. Cái màng back up của nó là màng cao su anh chị ạ. Toàn bộ cái bộ phận trung tâm của bơm cũng là bằng nhựa này. Vì vậy cái bơm này rất là phù hợp ở những cái môi trường mà khắc nghiệt, ví dụ như là có axit bốc hơi thì cái bộ phận nhựa này nó hoàn toàn có thể chịu được, và nó sẽ không bị ăn mòn ở cái bộ phận nhựa này. Đấy. Nó có những cái đai này bằng inox thì rất là chắc chắn, để cho mình có thể tránh những cái va đập. Và phần này là phần cổng hút của nó anh chị nhé. Bên này là phần cổng xả. Hiện tại con này đang có cổng kết nối là 1/2 inch đấy ạ. Rất là nhẹ thôi, con này thì rất là nhẹ, mang vác thì rất là dễ dàng. Và con này cực kỳ là phù hợp để cho anh chị bơm axit, bơm sút, nhìn chung là bơm hóa chất mà có tính ăn mòn, thì lựa chọn cái dòng bơm này là một lựa chọn tối ưu. Và đặc biệt là trong những cái môi trường mà nó yêu cầu về khắt khe về cái khả năng, yêu cầu về phòng nổ đấy, như là môi trường xăng dầu đấy, thì anh chị hãy sử dụng cái dòng bơm này thì nó rất là an toàn cho mình, vì nó sử dụng bằng cái nén, cho nên là nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn là API 675 đấy. Nó sẽ rất là an toàn cho mình anh chị ạ. Đây là toàn bộ hình ảnh cái con bơm màng Winden P1 có cổng kết nối là 1/2 inch nhá anh chị. Nếu mà anh chị quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì anh chị có thể đặt lại cái thông tin ở phần ghi danh hoặc phần bình luận ở bên dưới, thì Vinmec sẽ hỗ trợ anh chị tư vấn tốt hơn.